Hiện nay trong ngành chăn nuôi nói chung, để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm vật nuôi, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo ra chế phẩm sinh học vi sinh không độc hại đến con người và vật nuôi. Một loại chế phẩm sinh học bổ dưỡng cao cấp được sản xuất theo công nghệ nano tiên tiến với tên gọi chế phẩm sinh học vườn sinh thái là sản phẩm sạch, không độc hại, không ô nhiễm môi trường và không có kích thích tố. Để biết được hiệu quả của mô hình này thì sau đây xin mời quý vị và bà con chúng ta cùng lắng nghe và học tập theo phương pháp chăn nuôi sinh học của gia đình anh Ninh Minh Khanh. Vâng, xin chào anh ạ. Xin anh có thể cho biết là hiện nay gia đình mình đang chăn nuôi bằng phương pháp sinh học, thì anh có thể chia sẻ cho bà con và mọi người biết được là mình đang sử dụng cái sản phẩm bằng công nghệ sinh học gì và hiện nay mình sử dụng sản phẩm này được bao lâu rồi và hiệu quả của nó như thế nào được không ạ? Thì tôi hiện tại là đang chăn nuôi mô hình chim bồ câu và thịt lợn. Tôi đang dùng chế phẩm sinh học sinh thái của Trung Việt. Hiện tại đến bây giờ tôi đang nuôi thời gian thì được 4 năm. Đối với chim bồ câu thì như mình sử dụng thì 1 năm này là 5cc thì chuyển hòa đến 18 ít nước. Chim uống của mình, chim nó đá ăn đá khô, nó không nó ẩm, nó không ăn. Còn nó là 2 ngày nữa. Khi tôi dùng sản phẩm này thì thực tế là cái hiệu quả của con chim thì con chim nó sẽ tăng trưởng nhanh, khỏe mạnh và phòng chống được thì nó bị lại bệnh lúc một tối thiểu nó và giảm kháng sinh nhiều và giảm môi trường. Trước kia là ví dụ những cái đổ mùa là con chim mà nó sẽ bị đi ngoài và sẽ bị bệnh chứng nhiều con chim nó cũng đúng. Với cái kinh nghiệm của gia đình nhà mình là đối với chim thì là hòa với nước cho chim uống đúng không ạ, theo hướng dẫn và giúp cho là vật nuôi phát triển tốt đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ là cái hiệu quả thực tế mình đạt được khi mình sử dụng cái dòng chế phẩm này cho vật nuôi được không ạ? Nếu mà 1.000 đôi chim thì 1 tháng thì chắc là cũng phải có được khoảng 5 triệu. Chế phẩm hữu cơ sinh học này trực tiếp tác động vào quá trình tăng trưởng của chim, giúp chim tăng trọng nhanh, tỷ lệ đẻ trứng tăng lên và ổn định, cải thiện chất lượng trứng, tỷ lệ lòng đỏ đồng đều. Khi soi trứng không có hiện tượng khoảng trống, màu sắc vỏ trứng sáng đẹp. Khi sử dụng loại chế phẩm này, giúp chim nâng cao sức đề kháng, hạn chế được việc dùng kháng sinh, tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, giảm mùi hôi phân của chim. Khi sử dụng chế phẩm này, bà con cần chú ý, có thể cho ăn hoặc uống. Tuy nhiên, nếu cho ăn thì thôi cho uống, hoặc ngược lại, nếu cho uống thì thôi cho ăn. Cách cho uống như sau, dùng 5ml chế phẩm, pha với từ 10 đến 12 lít nước cho uống. Cho uống cách nhật, ngày một bữa vào bữa chiều tối, tuần cho uống từ 3 đến 4 bữa. Cách cho ăn như sau, dùng 5ml chế phẩm, pha với một ít nước, sau đó trộn đều cho 8 đến 12kg cám công nghiệp. Cho ăn cách nhật, ngày cho ăn một bữa vào chiều tối, tuần cho ăn từ 3 đến 4 bữa. Từ hiệu quả của mô hình này, hy vọng việc áp dụng các sản phẩm khoa học công nghệ và chế phẩm vi sinh vào sản xuất sẽ ngày càng giúp bà con nông dân nâng cao hơn nữa hiệu quả chăn nuôi, góp phần cung cấp những sản phẩm sạch, chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.